1, 2, 3, recording. Take one. Hi, xin chào các bạn. Cho những ai chưa biết hoặc là mới đến kênh YouTube của mình thì mình tên là Philip, hoặc mọi người còn gọi mình là Nino. Mình hiện tại đang sống ở Philadelphia, Pennsylvania và làm việc tại New York. Như các bạn cũng đã biết đó, là Wilson đang đến thăm mình và tụi mình có plan làm rất là nhiều video với nhau. Do vậy á, thì mình muốn cho các bạn coi nguyên một cái quá trình mà tụi mình plan như thế nào bằng cách sử dụng Notion. Thì như các bạn cũng đã biết á, là mình có làm một cái video về Notion. Thì cơ bản á, Notion là một ứng dụng rất là hiệu quả trong việc học tập và làm việc. Bạn có thể sử dụng Notion để ghi chép, quản lý công việc và các dự án cá nhân trong cuộc sống. Nhưng mà đặc biệt á, video lần này á, mình muốn chia sẻ với các bạn Notion không chỉ để cho các bạn sử dụng riêng cho bản thân mình, mà các bạn có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình hoặc là ai đó để làm chung một cái project nào đó. Thì như hồi nãy mình đã nói thì mình plan là mình làm 8 đến 10 video, có thể hơn. Thì trong những cái video này thì mình cần sự giúp đỡ của Wilson, cho nên là mình muốn plan chung với Wilson để share cái công việc để Wilson giúp mình làm video hay hơn. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từ lúc mà mình bắt đầu plan như thế nào đến lúc mà mình hoàn chỉnh tất cả những cái video mà mình muốn. Thì có lẽ là mình sẽ quay rất là nhiều ngày khác nhau để cho các bạn coi từng cái chi tiết mà mình làm như thế nào và nguyên một cái quá trình mà mình sẽ làm video với Wilson. Với lại ở cái video trước mọi người có hỏi mình cách làm dashboard như thế nào, thì trong video này mình sẽ dành một tí thời gian để mình hướng dẫn mọi người làm luôn ha. Nhưng mà trước khi vào video thì cho những bạn mà chưa có tài khoản với Notion thì các bạn có thể dùng link bên dưới để đăng ký và tạo tài khoản với Notion và sử dụng Notion ha. Thì bước đầu tiên là mình sẽ ghi chép ra những cái video nào mà mình muốn làm và những cái ý tưởng sơ sơ để mình có thể biết được là mình sẽ làm gì với Notion. Thì mục đích để mình list ra những cái video mình cần làm để mình biết chi tiết cụ thể những thứ mà mình sẽ quay như thế nào. Rồi sau đó trong cái bước đầu tiên là mình sẽ làm một cái bản nháp trên giấy để mình biết là mình sẽ làm một cái bản thực tế trên Notion như thế nào. Thường cái bản đó là mình sẽ có tên video, ok, short list, ngày mình quay, xong rồi ngày mình dựng. Sau khi làm cái bản này thì chắc chắn là cái bản này nó không hoàn chỉnh, nhưng mà mình sẽ bỏ thêm một tí thời gian nữa để mình suy nghĩ là bản này cần gì. Thì có thể là mình sẽ không có biết liền là mình cần gì, thì nguyên cái quá trình này thì nó sẽ mất một vài ngày, cho nên là mỗi lần như vậy mình suy nghĩ được thêm gì thì mình sẽ note lại và mình sẽ thêm vào cái bản đó trên Notion. Cái bước này cũng khá quan trọng, cũng là cái bước mà giống như là cái goal của mình, thì mình đặt ra là 10 video thì mình sẽ làm hết 10 cái video này. Nhưng mà đại loại là cái bước 1 là mình sẽ plan mọi thứ trên giấy trắng hết. Ok, day 2, ngày thứ 2 và bước thứ 2. Thì ngày thứ 2 là mình sẽ bắt đầu nhập dữ liệu và cho những cái thông tin đó lên Notion. Thì tối hôm qua mình có suy nghĩ là mình sẽ nên thay đổi một cái nhỏ nhỏ trong cái bản mà mình đã làm trên giấy. Cái quá trình này lúc nào nó cũng thay đổi hết á, nhưng mà thay đổi ít hay nhiều tùy vào cái sự hợp lý mà mình thấy khi mà mình bắt đầu tạo cái bản trên Notion. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bản và một cái timeline để mình chia sẻ với Wilson ở trên Notion ha. Để tạo một cái bản mới thì mình cứ tạo một cái trang mới và mình gọi cái trang đó là Philip Wilson Videos. Mình muốn add một cái icon thì mình không thích cái này thì mình sẽ đổi. Ok, mình chọn cái này nha. Và sau đó thì mình cũng có thể đổi cái cover cho nó. Lúc mà mình bấm add thì nó sẽ tự chọn cho mình cover. Nếu mà mình không thích cái này mình có thể để những cái cover khác. Đây là những thứ mà nó có sẵn, giống như là table nè, board, list nè, calendar, gallery, timeline. Tất cả những gì mà các bạn muốn là đều có hết. Thì mình muốn chọn một cái gọi là một cái trang trống. Tại vì mình sẽ làm hai thứ khác nhau trong cái trang này. Thứ nhất là một cái bản và thứ hai là cái timeline. Thì đầu tiên mình làm cái bản, trên bàn phím mình nên nó một có cái phím hình như thế này. Thì khi mà mình bấm vào nó thì nó sẽ cho mình ra rất là nhiều option khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ chọn table. Yeah, table in line. Ok, thì cái này video mình sẽ gọi là video plan. Ok, cái này là name thì mình sẽ để là video title. Có nghĩa là cái này chỉ là một cái title mình suy nghĩ tạm thời thôi. Thì khi nào mà ra video chính thức thì mình sẽ đổi tên. Cái tiếp thì mình muốn có guest. Thì trong mỗi video mình đều có nhân vật khác nhau. Cột cái tiếp mình muốn biết là cái ngày mà mình phim, cái ngày mà mình quay video. Cột thứ hai là mình sẽ chọn là editing deadline. Mình sẽ tự đưa ra cho mình cái deadline để mình có thể không có bị lười, không có bị nằm một đống ở nhà.
Thì bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu, thì mình sẽ nhập tất cả những cái video mà mình plan làm với Wilson. Bước tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái timeline để cho mình biết là những cái video này nó được quay như thế nào, được dựng tới đâu, và để mình theo dõi hết nguyên một cái quá trình mà mình với Wilson làm như thế nào. Để tạo một cái timeline thì mình cũng bấm vào cái phím này luôn. Đó, thì mình sẽ chọn là board. Thì cái này mình sẽ đặt tên là timeline để mình nắm được là mình với Wilson làm những gì tới đâu và như thế nào. Đầu tiên là plan. Cột thứ hai mình sẽ để là recorded, có nghĩa là mình đã quay rồi. Và thứ hai là mình sẽ để là edited. Và cột cuối cùng mình sẽ để là posted. Thì tổng cộng có 1, 2, 3, 4 cột. Thì cái này đầu tiên mình không có cần, cho nên là mình sẽ hide nó đi. Okay, bây giờ 4 cột này bắt đầu mình sẽ nhập dữ liệu. Thì plan là những cái video mà mình đã plan ở trên này nè. Bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu hết vào trong cái timeline này. Ok, bây giờ mình đã nhập xong những cái dữ liệu cho những cái timeline này rồi. Thì các bạn thấy không, là mình có add mấy cái emoji này nè, rất là dễ thương. Thì nếu như mà các bạn nào muốn biết là mình add như thế nào thì dễ lắm, các bạn cứ nhấp vào đây, là nhấp vào cái title và mình chọn add icon. Thì mình sẽ add vô. Thì mình sẽ chọn cái này. Đó, ok. Thì đó là cách mà bạn thay đổi cái icon trên cái timeline của mình. Bây giờ thì tính tới thời điểm này thì mình đã quay được video này. Thì mình sẽ kéo bên đây recorded, có nghĩa là mình đã mình viết sai. Recorded. Thì mình đã quay được cái video này và video này và video này. Những cái này là những cái mình đã plan, cho nên là mình sẽ để đó. Video mình đã edit thì thật sự mình mới edit một cái video này duy nhất thôi, cho nên là mình để đây. Ok, bây giờ tới phần tiếp theo là phần chia sẻ. Thì mình muốn share cái plan này với Wilson, thì mình sẽ share ở trên đây, tay phải của Notion. Mình bấm vào share và sau đó mình sẽ gõ tên email. Wilson thì nằm ở đây sẵn rồi, cho nên là mình cứ chọn share với Wilson, hoặc là các bạn có thể nhập email vào cho cái người mà mình muốn share thì mình sẽ share. Ok, sau đó mình bấm guest. Rồi ok, sau đó mình bấm invite. Đó, thì Wilson có quyền edit ở trên đây luôn. Các bạn để ý thì nhìn bên tay bên trái, thì lúc cái page mình mới tạo nó nằm dưới đây. Bây giờ lúc mà share xong rồi thì nó sẽ nhảy lên trên đây. Tại vì thì đây là những cái mà project mà mình share. Thì cái này mình share với lại Mai Khang lúc mà mình làm 11 cà phê. Còn bây giờ mình share cái này với Wilson. Những cái plan mình sẽ làm video trong những cái tháng mà Wilson sẽ ở đây. Ok, sau khi mà chia sẻ xong cái table và cái timeline của cái plan mà mình làm như thế nào trên Notion đó, thì bây giờ mình muốn đi vào chi tiết cụ thể một cái video để cho các bạn coi là trong một cái video đó thì mình thường làm như thế nào khi mà mình hợp tác với ai đó, hoặc là mình chia sẻ với một ai đó trong chung một cái project mà mình làm chung. Thì mình sẽ cho các bạn coi là cách mà mình phân công việc ra là mình làm gì và Wilson làm gì trong một cái video của tụi mình. Thì mọi người tiếp tục theo dõi ha. Thì mình chọn video là video unbox cái silver button, cái nút bạc của YouTube, và cái video Q&A như mọi người rất là mong muốn. Ok, thì đầu tiên á là mình sẽ tự đặt câu hỏi là khi mà quay unbox á thì mình cần những gì, và khi mà quay Q&A á thì mình cần những gì. Để quay unbox á thì mình sẽ cần quay cái nút bạc là silver button. Còn quay Q&A á thì mình cần có câu hỏi, cho nên là mình sẽ cần câu hỏi từ các bạn. Question from everyone. Thì để tạo một cái bảng á, thì mình nhìn trên cái bàn phím á, có cái phím này nè, thì mình sẽ bấm vào và sau đó là mình chọn table. Ok, thì cái table này á, mình muốn đặt tên là task. Bây giờ mình sẽ nhập vào những cái task mà mình cần làm và những cái task mà Wilson sẽ làm. Ok, thì sau khi mà nhập hết những cái dữ liệu mà mình muốn vào cái bảng mà chia ra là Wilson làm gì và mình làm gì á, thì bây giờ mình sẽ vào đây để mình phân công. Thì mình sẽ chọn là person, cho nên là mình sẽ name person. Cái mà phim mở nút bạc á, thì Wilson sẽ phim cho mình. Mình sẽ là người cầm cái nút thì Wilson sẽ là người phim. Gathering question có nghĩa là tóm lại, gom lại những cái câu hỏi trên Instagram với Facebook á, thì chắc là mình sẽ nhờ Wilson làm trên Instagram của Wilson luôn.
Còn location research là tại vì mình muốn là quay cái video này ở nhiều cái location khác nhau, cho nên là Wilson sẽ giúp mình làm cái chuyện này. Còn cái tìm lại những cái mà hình cũ, những cái video cũ thì chắc chắn là cũng là Wilson và mình luôn. Còn cái cuối cùng là mình, đây là những cái task mà mình cần Wilson giúp mình, và những cái nào mà mình làm riêng thì mình sẽ làm riêng. Ok, còn cái cột tiếp theo là mình sẽ để là checkbox, có nghĩa là nếu mà ai làm xong thì sẽ check vào cái cột đó, thì mình sẽ name nó là done. Ok, mình mới xong cái này cho nên là mình check vào cái này, còn những cái còn lại mình chưa có làm cho nên là mình chưa có check. Thì khi nào xong rồi thì mình sẽ check vào cái đó. Kế tiếp là mình sẽ để vào những cái reference sẽ làm như thế nào để Wilson có thể hiểu được cái cách mà mình muốn làm cái video này, để Wilson tìm được những cái location hoặc là làm chung cho nó dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ để là tại vì mình đã biết là mình muốn làm gì rồi cho nên là rất là dễ. Bây giờ mình sẽ để vào những cái reference mà mình tìm được. Đó, thì khi mà bạn bỏ hình vô thì mình muốn quay cái video của mình theo cái cách hai người ngồi nhìn nhau nói chuyện. Thì sau khi mà mình chèn những cái hình này vào thì mình muốn thêm cái link để Wilson có thể coi được cả cái video reference của mình đó. Thì mình có thể copy cái link trên YouTube và mình paste vô đây. Đó, thì cái gì Wilson sẽ coi dễ hơn. Đó là cách phim. Ok, dưới cái phần này thì mình muốn để cái list những cái câu hỏi mà mọi người sẽ hỏi mình. Thì mình sẽ mình muốn ngăn nó ra, thì bây giờ nếu mà muốn ngăn cái phần này ra thì bây giờ mình sẽ tạo một cái gọi là divider, thì nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ ngăn ra. Mình sẽ ghi là question. Ok, thì tới đây là phần mà mình sẽ thu thập những cái câu hỏi của các bạn trên Instagram hoặc là Facebook để mình bỏ vào Notion để bổ sung cho đủ. Thì tới lúc mà mình quay là mình biết là mình sẽ quay gì và mình sẽ trả lời câu hỏi gì. Thì mình nghĩ tới đây là gần như là mình đã hoàn thành 80% trên Notion rồi. Thì mình chỉ cần thêm thông tin và mình điền lại thôi. Hoặc là có những ngày mà mình suy nghĩ được gì thêm thì mình sẽ bổ sung vào để cho cái video mình hay hơn. Các bạn có thể làm tương tự như mình khi mà các bạn muốn làm chung với một ai đó, hoặc là ví dụ như cái người đó không có nằm trong cái group mà bạn share trên Notion đó, thì bạn muốn cho người ta coi một cái trang nhất định đó, thì các bạn có thể lên góc phải của màn hình, sau đó mình bấm nút share, sau đó mình bấm copy cái link đó và gửi tới người đó. Thì khi nào mà người ta nhận được cái link đó bấm lên đó, thì người ta sẽ coi được những phần mà các bạn cần chia sẻ, muốn chia sẻ chỉ cái trang đó thôi. Thì đó là một cái plan mà mình plan cho một cái video của mình trên Notion. Điều mà mình thích nhất ở Notion đó là nó rất là dễ sử dụng và nó rất là linh hoạt. Mình có thể customize theo mình muốn và cái mà thích hợp với lại nhu cầu của mình. Thì lúc trước không có Notion đó, thì mình dùng cái app gọi là Notes trên iPhone đó, thì nó rất là bất tiện tại vì mình note tùm lum hết á. Xong rồi mình cũng biết là mình note ở đâu, nhiều lúc mà mình muốn cần tìm lại cái note đó thì mình không biết như thế nào. Bây giờ thì nó có cải tiến hơn tí xíu rồi nhưng mà mình thấy là nó cũng vẫn tệ. Thì sau khi mà dùng Notion rồi là mình nghiền luôn. Mình không có muốn thay đổi qua cái app khác tại vì nó đầy đủ chức năng mà mình cần hết, rồi nó lại update thường xuyên nữa, cho nên là mình nghĩ là mọi người nên sử dụng thử Notion như thế nào ha. Ok, còn bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo là dashboard giống như mình, thì mọi người tiếp tục theo dõi ha. Rất là dễ và cũng rất là nhanh luôn. Thì đầu tiên để tạo được một cái dashboard giống như mình thì các bạn sẽ tạo một cái bảng cơ bản như thế này. Thì cái bảng này nó có một task nè, due date nè, checkbox của as soon as possible là càng sớm càng tốt, và done là những cái mình đã làm. Thì hai cái bảng kế tiếp là cái bảng now và cái bảng soon. Thì mình sẽ làm hai cái bảng đó bằng cách là duplicate lên, có nghĩa là nhân đôi cái bảng đó lên. Thì cái này mình sẽ đặt là now, có nghĩa là những cái task mà mình cần làm bây giờ. Còn mình sẽ duplicate thêm một bậc nữa, một cái bảng khác nó gọi là soon. Thì cái bảng này là nó sẽ hoàn thành sau cái tuần này. Thì để lọc lại cái bảng này chỉ có những cái task mà làm cho tuần tới, thì mình sẽ add một cái vô gọi là cái filter. Thì mình sẽ bấm filter chỗ này, add filter. Mình sẽ chọn là due date is within next week, có nghĩa là những cái vào tuần tới. Thì khi mà mình chọn xong nó sẽ hiện ra là ok, nó sẽ hiện ra những cái video của tuần tới. Còn cái bảng soon này nè sẽ là những cái due date của những cái tuần tới nữa. Thì mình sẽ bấm vào đây, xong mình chọn filter, và mình add một cái filter, add filter,
mình chọn due date after after a week from now. Yeah, đó thì nó sẽ show cho các bạn là video 3 và video 4, nghĩa là video mà sau cái tuần này thì tiếp theo tuần này, đơn giản như thôi. Thì đó là cái mục dashboard mà các bạn hỏi mình vào cái video đầu tiên, ai cũng comment hỏi về làm như thế nào về cái dashboard đó. Thì hy vọng là cái video này sẽ trả lời những cái câu hỏi của mọi người. Không biết mọi người thấy nó sử dụng có dễ không, mình thì thấy sử dụng rất là dễ. Nếu mà mọi người chịu khó search ở trên YouTube thì nó sẽ ra những cái video chỉ mọi người sử dụng Notion dễ hơn. Thì bản thân mình thấy Notion rất tiện ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên mà đang deal với lại rất là nhiều project hoặc là rất là nhiều bài thi mà không có biết là deadline khi nào hết. Thì Notion sẽ giúp bạn gọi là hệ thống lại hết tất cả những cái mà bạn đang làm. Mình hy vọng rằng ở video này sẽ là một cái video hiệu quả giúp các bạn hiểu hơn về Notion. Thì nếu như mà các bạn nào có câu hỏi nào mà thắc mắc á, thì cứ comment bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ dành thời gian ra để trả lời cho mọi người. Hoặc là các bạn có muốn mình làm thêm video về Notion thì cũng comment bên dưới cho mình biết luôn. Nhớ follow Instagram mình ở tại đây, hoặc là Facebook của mình ở đây. Còn bây giờ thì chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye.